Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Xuất hiện hậu chiến cản đường, Á hậu Kim Duyên lao vào tập tạ 100kg trước thềm Miss France National. Ban tổ chức Miss France National Mata đã tìm kiếm được đại diện cho quê hương mình chinh chiến tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2022. Cô gái may mắn nhận được vương miện chính là Nico Vela, tân hoa hậu năm nay 23 tuổi đến từ Rabat. Cô có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn ballet. Hiện tại cô là một vũ công chuyên nghiệp tại quê nhà. Chiến thắng của Nico Vela khá thuyết phục, không chỉ bởi sở hữu sắc vóc thượng thừa mà cô còn ghi điểm bởi sự lưu loát khi giao tiếp cũng như kỹ năng trình diễn điêu luyện. Tân hoa hậu từng tốt nghiệp bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Mata. Nếu là fan sắc đẹp chân chính, sẽ không khó để nhận ra Nico Vela từng lăn lộn rất nhiều năm tại các đường đua sắc đẹp. Cô không phải là người mới trong làng hoa hậu. Vào năm 2019, cô từng đeo trên mình giả sáp Mata chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới 2019. Tại mùa giải năm đó, cô từng bị Lương Thùy Linh, đại diện của Việt Nam đánh bại. Năm đó Việt Nam vào top 12 chung cuộc. Sau khi giành được danh hiệu, cô liền bày tỏ: "Tôi vô cùng biết ơn và hạnh phúc khi được tin tưởng giao cho danh hiệu này. Tôi cảm ơn tất cả những người đã gửi cho tôi những lời động viên tuyệt vời. Tôi rất tự hào được đại diện cho quê hương Rabat và giờ tôi còn tự hào hơn nữa khi được đại diện cho Mata tại Ba Lan vào tháng 7 tới." Như vậy, việc đại diện Mata lộ diện đã khiến cho cuộc thi Miss France National thêm khốc liệt, vì rõ ràng cô là một ứng viên sáng giá. Riêng với fan Việt, mọi người cũng lo lắng cho Kim Duyên khi người đẹp Tây Đô phải kèn cửa thêm một hậu chiến. Được biết, song song với việc làm mentor cho Miss Universe Việt Nam 2022, Kim Duyên vẫn đang luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. Người đẹp chia sẻ, bản thân trong quá trình chuẩn bị cho Miss Universe 2021 đã gặp rất nhiều khó khăn. Khi tập tạ để cơ thể săn chắc hơn, Kim Duyên đã thất bại nhiều lần và không thể nâng mức tạ 90kg. Vào thời điểm đó, người đẹp gốc Cần Thơ vừa không nâng được tạ và còn sai kỹ thuật rất nhiều. Nhưng hiện tại thì cô đã nhuần nhuyễn và thành thục hơn. Kết quả là Kim Duyên đã nâng được cả mức tạ 100kg với kỹ thuật đúng và đẹp hơn rất nhiều. Chính vì thế mà cô cũng sở hữu thân hình săn chắc và thon gọn hơn xưa. Để có thể tập luyện chăm chỉ như Kim Duyên không phải là điều dễ dàng. Là một người có niềm đam mê với ẩm thực, Kim Duyên đã chọn từ bỏ các món ăn ngon để làm bạn với những thực phẩm như ngũ cốc, khoai lang trong một thời gian dài. Nhìn thấy sự cố gắng của Kim Duyên, khán giả hy vọng rằng cô sẽ giành được ngôi vị xứng đáng tại cuộc thi Miss France National 2022. Không chỉ có vậy, khán giả quốc tế cũng rất háo hức khi Kim Duyên góp mặt trong cuộc thi. Họ cho rằng cô là một đối thủ đáng gờm tại đấu trường nhan sắc năm nay. Được biết, Kim Duyên sẽ lên đường tham gia Miss France National 2022 vào tháng 7 sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.